những sự việc quá khứ đã làm thì đừng có hối hận nữa. Tất cả những gì đã qua coi như chết đi, còn đối với tương lai thì xem như được sinh ra từ hôm nay. Chỉ cần từ nay về sau có một lòng hướng thiện, sửa lỗi làm mới thì chắc chắn sẽ vượt được số mệnh đó.